kênh của cháu Long của mình đã đạt 200k sub rồi. Và mình đã nổi tiếng trên kênh của cháu Long. Thử xem dạo này cháu Long làm video gì về mình. The fuck? Mấy tháng nay nó éo làm video gì về mình cả. Nó toàn làm video về mụ Ba Lắc, lão người sói và thằng bán thịt. Không được rồi, bọn họ sẽ nổi tiếng hơn mình mất. À đúng rồi, mình sẽ tự tạo ra kênh của riêng mình. Mình sẽ tự làm kênh YouTube của mình và biết đâu mình còn nổi tiếng gấp 10 lần nó thì sao? À hi hi. Bước đầu tiên là mình phải tìm hiểu một chút trước khi làm YouTube. Mình sẽ lướt điện thoại một chút, không biết kênh YouTube gì đang nổi để mình bắt chước theo. Đợi đã. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip và làm một cốc lượng sữa tươi. Đợi đã. Đây là kênh làm về nấu ăn à? Đù, kênh này đang nổi tiếng. Chỉ cần nấu ăn thôi là sẽ nổi tiếng. À đúng rồi. Mình sẽ làm kênh về chủ đề nấu ăn. Rồi kênh mình sẽ nổi tiếng giống bà Tân Vlog. À hi hi. Nhưng mình cần phải có kênh trước cái đã. Hay là mình dùng kênh phụ của cháu Long? Mình sẽ đổi tên kênh thành cụ Granny Vlog. The fuck? Mình không thể ghi dấu được. Nhưng không sao, mình sẽ cứ ghi tên. Ok, mình đã đổi tên thành cụ Granny Vlog. Bây giờ chỉ cần đổi hình thôi. 2000 years later. À hi hi. Bây giờ kênh mình đã có hình rồi. Trông mình thật xinh, bây giờ mọi thứ đã ok rồi, mình bắt đầu làm video thôi. Mình sẽ nấu món gà rán GFC siêu cay khổng lồ. À hi hi. Ok, mọi thứ đều hoàn hảo cả rồi, bắt đầu ghi hình nào. Chào mừng các cháu đã đến với kênh của bà. Bà là cụ Granny Vlog chứ không phải cu Granny Vlog. Hôm nay bà sẽ bắt đầu là clip. Bà sẽ nấu món gà rán GFC siêu cay khổng lồ. Bây giờ bà sẽ lấy gà ra từ tủ lạnh siêu hiện đại của bà nha các cháu. The fuck? Không thể nào, mình éo có gà để mà làm video. Mình sẽ mở két sắt xem có tiền không. A few moments later. Đống tiền của mình đâu cả rồi.
Là vậy, mình đã dùng sạch tiền để mở tiệc. Bây giờ thì mình nghèo rách mồng tơi. A hu hu. Mình sẽ không có tiền để mua gà để làm clip. Đợi đã. À đúng rồi. Không phải là mụ Ba Lắc có nuôi rất nhiều gà sao? Mình có thể đến đấy xin vài con về để quay clip. Rồi sau đó mình sẽ nổi tiếng. A hi hi. Không được, gà tôi nuôi là để bán chứ không phải để làm thịt. Mà bán cho người ta rồi thì người ta cũng làm thịt thôi mà. Đi mà bà Ba Lắc, cho tôi vài con gà để quay clip đi. Tôi éo quan tâm, nói chung là tôi chỉ bán chứ éo đem cho ai cả. Bà đi về đi. Mụ Ba Lắc này keo kiệt thật. Nếu mụ ta không cho mình gà thì mình sẽ bắt gà của mụ ta. Ok, bây giờ chắc mụ ta đã ngủ mất rồi. Mình sẽ vào thả hết gà của mụ ta ra. Mụ này nuôi nhiều gà vãi cả chưởng. A hi hi. Chắc nó sẽ đi theo mình về nhà thôi. 2000 years later. A hi hi. Mình đã vặt lông hết bọn gà này rồi. Mình cũng có nguyên liệu làm cả rồi. Bây giờ chỉ cần quay clip thôi. Chào mừng các cháu đã đến với kênh của bà. Bà là cụ Granny Vlog chứ không phải cu Granny Vlog. Hôm nay bà sẽ bắt đầu là clip. Bà sẽ nấu món gà rán GFC siêu cay khổng lồ. Bắt đầu làm thôi nào. 2000 years later. Cảm ơn các cháu đã xem video này, các cháu nhớ like và share và sub kênh của bà giúp kênh bà đạt 1 tỷ sub nhé. Cuối cùng cũng xong, mệt VL. Mình phải tắt máy quay thôi. Đợi đã. Mình chưa ấn nút quay phim. Đến lúc phải cho gà của mình ăn rồi. Gà của mình đâu hết rồi.